mắt của mình là cứ phải quay ngược trở lại, đó là món chả lụi la ghi và nem nướng. Thì đây địa chỉ ở đây là 152 Nguyễn Oanh, phường 17. 152 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp nha các bạn. Thì bây giờ đây, đây là gọi là cái này là chả đúng không em? Chả lụi đúng không? À, chả lụi nem nướng. Mình đoán là tại vì mình đang thấy lụi trong một cái cây này là mình đoán thôi. Mình đoán là món chả lụi, món chả lụi. À, la ghi là ở Bình Thuận nha các bạn. Thì có lẽ là một cái dịch thợ thì có thể đây là món đặc sản của la ghi. À, mình sẽ xem em gì nướng một xíu nha. À, nướng lâu không em? Lâu không thì nó chín. Tầm 5 phút là chín rồi. À, 5 phút là chín. Phải đảo đều ha. Đảo đều không nó khét. À, là mình có quét dầu lên đúng không? Tại vì chị thấy là nó hơi bóng bóng này. Dạ, tôi quét dầu. Ồ, nóng ghê á. Đây, bạn này là đang nướng cái phần chả này. Còn nem là ở bên trong kia. Ủa, nem kia là nếu mà gọi thì cũng phải nướng than vậy luôn hay sao? Dạ, đúng rồi. Thơm quá. Bao nhiêu một phần với em? Dạ 25 một xiên. Một xiên vậy á hả? Dạ, một xiên. Còn nem thì sao? Còn nem là 1 phần 3 cây 35. Một cây? Một cây là 12, còn 3 cây là 35. À, đây nhìn ngon quá. Một ngày mình nướng cái này nhiều không em? Dạ tầm 100 phần hả? À, chín rồi hả? Dạ, chín rồi. À, nem này thì ai gọi là mình mới nướng hay là nướng sẵn hết em? Dạ, ai gọi là mới nướng. À, à, nướng sẵn rồi nó khô. À, nó khô nó không ngon đúng không? Dạ, đúng rồi. Cái này là mình là đặc sản của Bình Thuận hả? Dạ không, cái này là phần chả lụi với là của La Ghi đúng không? Dạ đúng rồi. Nhìn giống cây thuốc xích không? Thì nó cũng giống giống đúng không? Dạ đúng rồi. Cái nem này thì khoảng mấy phút là chín em? Cái này nướng nhanh chứ dễ vậy. À, nó cứ vàng đều lên là được đúng không? Dạ, đúng. Quán mình ở đây bao nhiêu lâu rồi ta? Thì cái phần mà Diễm gọi là đã được đem ra này, một phần là 25.000, một phần 35.000, tổng cộng thiệt hại là 25 với 35 là 60.000 cho phần này. Thì đây, cái phần mà chả lụi thì sẽ có 2, 4, 5 là một cái xiên ấy là sẽ có 5 miếng chả lụi như thế này. Còn đây là cái phần nem nè. Nem này thì người ta đã cắt ra rồi và cắt ra để cho mình dễ cuốn bánh tráng á. Các bạn coi là trong đây nó vẫn còn cái sớ mỡ nè. Thơm lắm. Trước khi mà cuốn cái bánh tráng thì Diễm sẽ ăn thử, ăn không trước xem cái hương vị thế nào, sau đó thì mình mới cuốn bánh tráng nha. Và cái nước chấm này là cái tương này, người ta làm theo kiểu sốt sốt trong này, nhưng không biết là có hạt đậu này kia không, mà Diễm thấy nó rất là sệt, gần gần giống giống cái tương ớt á. Đó, bây giờ mình sẽ cho một xíu ớt vào đây nha. Giới thiệu với các bạn một xíu, phía sau Diễm đang ngồi là sân banh. Chị bán ở đây là đối diện với lại cái sân banh này, cho nên là chủ yếu là các bạn sinh viên ra đây đá banh á. Và cái món ăn này thì ăn buổi chiều rất là phù hợp. Đây mình ăn chơi ấy. À, chấm một xíu nha, mời các bạn nha.
và bên trong có cái nhân gì, hình như là có tôm nè. Giòn quá thì giòn.
cho nên là mới đôi khi là mình đổi vị á, mình không cuốn với lại thịt luộc thì mình đổi vị qua mình cuốn với lại nem nè. Nói về nem cuốn thì nem á, thì nem nướng thì phải nhớ người ta sẽ hay nghĩ tới nem nướng Nha Trang, mà lần đầu Diễm nghe là nem nướng La Ghi, bạn đó bảo là cái chả lụi La Ghi chứ, chả lụi La Ghi, còn nem nướng Nha Trang hả? À quên, nhầm, phải để vậy mới đúng các bạn ạ. Cho thêm xíu rau nữa nha. Đấy, coi là dưa leo người ta bào rất là khéo luôn nha. Ăn tham nên là cứ cho nhiều vào. À đây còn có giáp cá nữa. Ấn nói chung là mình cái điều mà khiến mình cảm thấy hài lòng đó là làm rất là sạch sẽ, tươm tất, rau thì non xanh. Chỉ có cái mình để ớt hơi nhiều nên là nãy hơi cay một xíu các bạn. Đã cái miệng. Vừa ăn vừa giải trí, vừa ngắm các bạn nam đá banh luôn. Đó, bây giờ xin chào mọi người nha.